bạn, mình là Đức Hà. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn tính năng video chơi game PlayStation trên Xperia Z3 Tablet Compact và tay cầm DualShock 4. Thì đây là chiếc Z3 Tablet Compact, và đây là tay cầm DualShock 4. Và bây giờ mình sẽ chơi game FIFA 2015 để cho các bạn xem.